Trong pháp thế gian cũng có, tuy có nhưng không cứu cánh. Người có học vấn, có đức hạnh trong thế gian, còn có một số nhà tôn giáo, họ cũng biết một vài sự lý của nhân quả báo ứng, cũng biết tu pháp sám hối, nhưng tri kiến của họ không viên mãn, không cứu cánh. Do đó cách sám hối của họ hơn phân nửa là thuộc về sự. Có thể giúp đỡ được chút ít, chứ không thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Muốn giải quyết vấn đề triệt để thì nhất định phải giúp con người thoát khỏi tam giới, như vậy mới là triệt để. Không thể thoát ra khỏi lục đạo luân hồi thì thế nào cũng sẽ có phiền phức ở đằng sau. Trước mắt thì hòa hoãn đôi chút, nhưng sự việc không chấm dứt. Như vậy mới biết Phật pháp thù thắng vô cùng. Phía sau là phương pháp Đức Phật dạy cho chúng ta: chí tâm chim lệ địa tạc bồ tát kinh tường. Quan trọng ở tại chí tâm, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm chân thành thanh tịnh chính là pháp sám hối. Do đó có thể biết hình tượng Địa Tạng Bồ Tát là một căn tự duyên cho chúng ta sám hối. Tại sao bạn có thể tiêu trừ hết nghiệp chướng? Bởi vì bạn chí tâm. Lúc bình thường bạn dùng vọng tâm, bây giờ đối với hình tượng Phật Bồ Tát là dùng tâm chân thành. Ngã chí nhất thức nhập trung thì Bồ Tát danh khả mạn vạn biến. Nhất thức 7 là một con số viên mãn. Bạn tìm thời gian tu tập thật tốt trong vòng 7 ngày. Trong 7 ngày chấp trì danh hiệu Bồ Tát, thông thường đây gọi là đã địa tạc thất, hoặc đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Ngũ Nguyện, niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát 7 ngày, tức là trong một thức thực sự kết thúc niệm Phật. Nói thật ra thì phải là 7 ngày 7 đêm không được gián đoạn, công đức lợi ích vô cùng thù thắng. 7 ngày 7 đêm không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Người căn tánh lanh lợi liền được nhất tâm, được nhất tâm liền siêu phàm nhập thánh. Đoạn trước chúng ta thấy cô Quan Mục, cô Bà La Môn, họ đều dùng phương pháp niệm Phật 1 ngày 1 đêm, 1 ngày 1 đêm liền được nhất tâm. Được nhất tâm chính là Bồ Tát, không phải là người phàm. Thế nên cô có thể đến tham quan địa ngục, gặp quỷ dư trong địa ngục. Cô thử hỏi quỷ dư, nơi đó là nơi nào? Quỷ dư nói cho cô biết đây là địa ngục. Cô làm sao đến được? Quỷ dư nói với cô chỉ có 2 hạng người có thể vào địa ngục: thứ nhất là Bồ Tát, thứ hai là người chịu tội. Do đó có thể biết cô niệm Phật 1 ngày 1 đêm niệm đến nhất tâm bất loạn, nên mới có năng lực vào trong địa ngục. Tuy là như trong kinh Di Đà nói, nếu 1 ngày cho đến 7 ngày người lợi căn thì 1 ngày 1 đêm liền được nhất tâm. Người căn tánh thấp hơn thì 7 ngày 7 ngày 7 đêm cũng có thể được nhất tâm. Hiện nay các đồng tu niệm Phật trong niệm Phật đường chúng ta định đoạn một thức liên tiếp 7 cái thức cũng không được nhất tâm. Nguyên nhân là gì? Niệm Phật không như pháp,
Chuyện phí phức nhất chính là xem tạp. Lúc niệm Phật vẫn còn vọng niệm xem tạp trong đó, như vậy thì không như pháp. Nếu như không có vọng niệm thực sự đạt đến tiêu chuẩn này, không hoài nghi, không xem tạp, không gián đoạn, thì 7 ngày 7 đêm thực sự có thể thành công. Chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Vạn Sanh Truyện. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục có câu chuyện Pháp Sư Quảnh Kha đời Tống. Ngài là một người xuất gia phá giới. Tập khí của Ngài rất nặng. Ngài từng biết rõ tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục.